bữa nay 21 tháng 4 nha cô chú anh chị, ráng 9 ngày nữa ha, con sẽ sale bùng nổ cho cô chú anh chị luôn. Cô chú anh chị đăng ký kênh like, sale, chia sẻ kênh giúp con để hứng cái ngày lễ 30 tháng 4 nha. Xích ra ông ơi, ai kêu ông đi lại đó làm vậy? Trước mặt cô chú là một cây nhãn tím này, nhãn lông tím nè cô chú anh chị, một cốt lên 4 chi đều ha. Cây này 1,1 triệu bao cước về đến nhà, rất ư là đẹp trai luôn. Cây số 13 nha cô chú anh chị nha, cây số 13. Còn nho khủng này ai cần thì liên hệ 0945707848 giùm con nha. Mận An Phước này, mận An Phước không còn được 4 cây nha, 1,6 triệu một cây bao cước về đến nhà. Thôi mẹ làm riết nha, mẹ đưa cho vừa ngoại không thôi à. 1,6 triệu một cây bao cước về đến nhà nha cô chú anh chị nha. Ở phía sau này còn hai cây nhãn lông tím nữa là hết rồi ha. Còn bên kia là một cây vú sữa Mika. Ồ, thanh trà. Thanh trà con nuôi cho khách này. Ồ, da lá đọt non mướt mát ha. Rồi, con vào con quay cho cô chú anh chị xem táo tàu. Hôm nay con về cái lô Tiger Thuất rất là ư là đẹp. Đẹp gái luôn. Đây, con vào con quay cho mình xem. Cô chú coi gắn coi hết clip bữa nay của con nha. Đây, khách tự lại nhà mua này cô chú anh chị. Quế quất đây. Loại này là 1,7 triệu một cây bao cước về đến nhà này cô chú anh chị. Đậu quế quất rất là to nè. To lắm. 1,7 triệu. 1,7 triệu một chậu bao cước về đến nhà. Nho hôm nay là con bán hết rồi cô chú anh chị, nguyên cái lô bên này, không còn cây nào luôn, giả mang không. Còn táo tàu đông dao to khủng như thế này nè. Đông dao to khủng như thế này ha. Con ga bầu nè. Bữa nay lên nhìn lực không? Con đem ra phía sau nhiều rồi cô chú anh chị. Do để chật đó. To như thế này con đang bán 5 triệu một cây. Con bao cước về đến nhà nha cô chú anh chị. Đông dao nha. Vành gốc nó dao động khoảng 28-30 tùy ha. Có cây vành 35 nữa. Xích ra cho mẹ quay đi. Còn đây là con đem ra đây con quay cho nó dễ cho khách dòm. Rất là to, chưa mở tán luôn nha cô chú anh chị nha. Cái lô này về là tán nhánh đầy đủ nha, chứ không phải là lô cắt chuỗi cành nha. Đây, tán nhánh đầy đủ ha, cây đang đi được rất là đẹp. Đó. Cản đường hoài luôn á, khỏi đi ngoại luôn. Có được đi ngoại không? Cản đường hoài luôn á. Cái nhãn lông tím dáng bay cực kỳ đẹp nè. Dán bay rất là đẹp. Rộng là 1m2. Rồi, táo tàu như thế này con đang bán là 850 một cây bao cước về đến nhà đông dao nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào đang sưu tầm một lô táo tàu ngon, bổ, rẻ, cao to đẹp trai thì không có thể bỏ qua được cái lô này, rất là rẻ. Con về toàn bộ táo là một xe táo rất là nhiều. Nên là con được cái giá rất là ok. Con bán cho cô chú anh chị mình rất là ư là rẻ luôn. À, đông dao cây số 1 nè. Đông dao một cây số 1 850.000 bao cước về tới nhà cho cô chú anh chị, gốc rất là to luôn ha. Nếu là con bán là con sẽ bán trong tuần này thôi, còn hết tuần này là tuần sau bắt đầu mầm nó ra tầm khoảng 10 phân là con sẽ không giao được cho mình nữa nha cô chú anh chị nha. Thôi được rồi, đây nè, lê này con đem ra con chuẩn bị giao khách nhưng mà là rớt lại do là đóng hàng không kịp ha. Táo tàu nè, những cây thường là một cốt lên 3 nhánh 4 nhánh rất là đẹp như thế này ha. Táo tàu tất cả các cây ở vườn đều là dáng như thế này luôn nè cô chú anh chị, rất là đẹp. À, đông dao như thế này 850 một cây quá trời là đẹp luôn. À, lê như thế này là 1,2 triệu một cây bao cước về đến nhà nha cô chú anh chị ơi. Đây. Trái nè cô chú anh chị nha, trái nè. Rồi. Hai chậu quế quất kia bán rồi ha. Rồi, đó. Đây. Còn cái lô này là lô 1,3 triệu này. 1,3 triệu này thì con chưa có. Cây này còn sót, ra bầu sao còn sót này. Ra mầm tận gốc luôn nè cô chú anh chị. Ra mầm tận gốc, mầm rất là khỏe luôn ha. Hồi sáng con giao cho khách á, con mở ra con xem á, rễ nó tua tua ở trong luôn á nè. Rễ rất là khỏe luôn cô chú anh chị ha. Rễ nó bắn này, đó. Rễ trắng luôn. Con ra bầu. Nếu bây giờ con giao cho mình thì trong tuần này thôi, tuần sau thì mầm nó dài rồi con không giao được, sợ nó gãy mầm thì ít nhất cũng phải 20 ngày đến 1 tháng sau con mới giao được cho mình đó. Đó. Cây rất là khỏe, rất là ok nha. Quyền quốc này. Còn Tiger Thuất này. Đang đậu trái này.
Này, tính dưỡng lại là cho nó đậu trái để bán. Tại vì lô này con lấy giá nó hơi cao á, dưỡng lại đậu trái bán thì con còn được miếng lời ha. Tiger này, dòng Tiger này cô chú anh chị nhé. Tiger đang hoa như thế này luôn. Đây này, cây này ngải khách chọn rồi nè, một cốt lên 4 nhánh rất là đẹp, nhưng mà nó bị khô nhánh á. Chồng con bó hàng thì ông nó bị khô nhánh rồi bỏ lại cho khách nè, lại cho khách chọn cây khác ha. Cây này rất là đẹp, gốc rất là to nữa cô chú anh chị ha. 850 mà mình sở hữu được một cây táo rất là to như thế này, tính ra cây táo thì nó cũng dễ nên biết chăm. Quan trọng thứ nhất là đất nó xốp, nước nó thoát được ok cho con, phải hai thằng đó là phải rất là quan trọng nha. Xong á, thằng này cần rất là nhiều dinh dưỡng đó, nó lại thích đậm cám nữa cô chú anh chị nha. Đây nè, cây táo của con này, con quay cây này, cây này là hôm bữa về bị bể bầu nè cô chú anh chị ơi. Cây này là hôm bữa về bị bể bầu, nha, để bể bầu cái con bắt đầu con thay vô cái chậu khác, con thay vô cái chậu khác thì bắt đầu con cho nó đậm cá, với lại con tứ hô mít cứ 10 ngày một lần ha. Bắt đầu bữa nay nó nhảy nè, nó nhảy trời tua tủa như thế này ha. Đây, đây đó là con đã lặt lá rồi một lần rồi nè, là cái lớp lá cũ là nó đi với cái trái này nè, đó đây nè, đậu trái như thế này rồi ha. Con giữ lại cái trái đó ha, tính ra nó rất là khỏe luôn. Đây, ra mầm tu tủa luôn cô chú anh chị nha. Rồi, đây rồi, gì ta, Lekima ha, Lekima đại thì con vẫn còn nha, con còn tầm khoảng 15 cây nữa là con hết rồi ha. Là trong vườn con không còn hàng nữa đó, tại vì cái lô này là ghép số lượng có hạn á, tại vì bo không có nhiều á, chiếc không có được nhiều, cành không có được nhiều ha. Cây đang trái như thế này là 400 một cành là bao cước về đến nhà nha cô chú anh chị nha. Đây nè, cái gì cũng vậy cô chú anh chị, chồng cô chú anh chị chăm giúp con ha. Cái mận ăn, cái mận mận gì, mận xanh đường Sóc Trăng này nè, là hôm bữa con chủ yếu là con lấy về không phải bán, mà là lấy về để ra bầu, để nuôi, để nó có được một vài bông, với lại đeo được một hai trái gọi là bán cây lỡ á, thì con sẽ có lời hơn. Tại vì một nhánh như thế này con đã lấy gần 300.000 rồi, tính tiền cước về tới đây là 300.000 một nhánh luôn á. Đây nè, bắt đầu về con xé ra, con xé bầu ra, con vô đất mới con tự làm luôn á. Cái con nhúng kích rễ một cái bữa nay nó ra tua tủa luôn nè cô chú anh chị ha, ra tua tủa luôn nè đó. Con để con nuôi ha, lên mầm này đó. Tính ra con cũng biết trồng cây chứ cũng không phải đồ bỏ. Tính ra cũng biết trồng cây chứ không phải đồ bỏ. Cây nho vàng hai thân này nè, ai mua alo cho con này đó. Cây nho vàng hai thân này đó, alo cho con liền ha. Đó, xoài cát quà lọc đây. Ê, con xin lỗi, đây đây nè, còn cái mấy cái nhánh mận xanh đường hồi nãy, nhánh xanh đường Sóc Trăng hồi nãy là cái nhánh là con ra bầu rồi, còn cái nhánh này là chưa có ra nè cô chú thấy không đó. Hồi nãy con kích rễ một cái nó ra quá trời, còn nhánh này chưa có gì hết trơn nè, thấy không. Về mình trồng mình thay ra mình cũng cưng giúp con ha, mà cái này chủ yếu là để là chia cho những khách biết xài, biết sưu tầm thôi, chứ nhánh mặn thấy gớm vậy mà bán 300.000 ai mua đó. Nhưng vậy mà là con lại có khách năng nỉ chia lại, chủ yếu là lấy về để con nuôi, để con thay bầu mới, để con nuôi, để con bán hàng lỡ. Đây, Quyệt Quất, Quyệt Quất hiện tại bây giờ con còn được ba chậu, một chậu 1,5 triệu như thế này nè cô chú anh chị ha. Lợn này 1,5 triệu nha cô chú anh chị ha. Cá thì siêu to siêu vip nhá. Dòng này thì ok ha. Còn ba hy vàng DBD nè, con ra bầu con nuôi số lượng nhiều nha cô chú anh chị ha, rất nhiều. Cô chú anh chị cần giờ nào thì cũng gọi con hàng chuẩn cái mô cho mình luôn nha. Đó, còn cái lô này là lô nho này, lô này con đang chờ cho nó bật lá lại con mới bán nè cô chú anh chị. Đây, tứ quý này ha, cây vẫn còn đang đơm nụ đơm hoa như thế này nha. Cây vẫn còn đang đơm hoa như thế này mà lá do vận chuyển nhiều, số lượng nhiều á, nó rụng, con chờ ngày nó bật lại như thế này con sẽ bắt đầu rao bán. Lô này con đang bán 1,1 triệu một cây nè, gốc rất là to luôn, gốc rất là to rồi. Để con chỉnh ánh sáng tí xíu rồi đó. Táo con cho ra bầu hết rồi nè cô chú anh chị, bữa nay nhìn thằng cao to đẹp trai à ha. Con chở vô vườn con để chổng nhiều lắm luôn á, tại vì vườn con nó chật, con đem vô vườn con để con số lượng cũng nhiều ở chổng rồi đó. Đây, cây to như thế này thì con đang bán là 5 triệu một cây là bao cước về đến nhà nè.
to như thế này, dòng táo to này, rất là to. Táo thì cô chú anh chị biết rồi đó, cũng khá là dễ nếu mình biết chăm ha. Đất càng sớm càng tốt, thoát nước tốt là ok, đảm bảo đủ dinh dưỡng cho nó khi ra hoa và đậu trái. Lúc nó ra hoa thì mình hạn chế tưới nước lên bông, lên thân giúp con nha. Tạm thời tưới là chỉ giữ ẩm để nó đậu hoa thôi ha. Đó là có những cái hướng dẫn sơ sơ mà con hướng dẫn cho mình lúc mình chăm cây táo tàu ha. Còn thời buổi như cái cây này nè, thay lá được rồi nè, nhưng mà con chưa có thời gian để con thay lá mới cho nó nè. Mình lặt bỏ những cái cành này ha. Lặt bỏ như thế này cho con, giữ lại những cành chính thôi ha, giữ lại những cành chính thôi đó, thì nó sẽ thay lá mới kèm theo hoa cho mình luôn nè. Còn lê này là ra trái ra hoa liên tục, lê này là 1,2 triệu một cây nha cô chú anh chị nha. Bật mầm là kèm theo hoa cho mình luôn nha cô chú anh chị. Lá già là mình có thể thay lá để nó bật mầm mới, thay kèm theo hoa cho con cho mình luôn. Đây, hai cây đông giao một cốt lên hai nhánh như thế này nè, khỏe như thế này. Cây này con đang bán là 850 một cây nè. Cây đang bật mầm kèm theo hoa luôn nha cô chú anh chị nha. Đây, bật mầm nách hoa này, có hoa trong nách lá hết luôn nha cô chú anh chị nha. Cây đông giao số 8 này, hai nhánh duy nhất này đó, một cốt lên hai nhánh. Nhưng mà giờ chồng đứng lại giúp con nha, tại vì nhiều mấy cô thai bầu á cũng không có để ý lắm, lúc nó ngã nó nghiêng rồi đó, mà về thì thai bầu. Chồng đứng lại giúp con nha, thằng này khỏe lắm. Những cây khỏe là những cây bọc mầm trước ha. Đó, một cốt lên ba nhánh là nhà cái dáng là nhiều nhất ở vườn của con này. Một cốt lên ba nhánh như thế này nè, cây như thế này là 800 rưỡi bao cước nè cô chú anh chị nha. Còn cái thanh trà này, thanh trà bữa thật sự có một số khách á mua hai nhánh con bán một nhánh luôn á. Cái bầu này rất là nặng, con bán con không có lời, tự chủ yếu là chia lại cho người ta sưu tầm thôi, chứ cái bầu này ít nhất cũng phải 15 kg, mà cái thanh trà cũng đâu có lợi nhiêu tiền đâu. Rồi nó thôi là con bữa giờ không bán, để lại con nuôi luôn á. Đây nè, cái loại này đảm bảo an toàn kìa, chết yếu con cây kìa đó, cô chú thấy không đồ vậy á, trời ơi ghê lắm. Vườn con hôm nay cô chú anh chị thấy sống không, con nghỉ lai 2 ngày là vườn con hoàn toàn thay đổi. Thật sự 2 ngày nay con bị khách quần rất là nhiều luôn, nhưng mà con thích bị quần như vậy đó. Con thích lúc nào con cũng có nhiều việc đầu tắt mặt tối như vậy con mới có tiền đó, con mới được mua bán, nói chung là như vậy. Chứ mà mua bán mà ở không là chết rồi, trời ơi đói nhăn răng le lưỡi luôn. Nên là nhiều khi công việc mình lại rất là yêu thích, người ta nhắn tin gọi điện suốt ngày cảm thấy thích lắm. Còn mà ăn ở không suốt ngày là chết luôn, ngầm từ sáng tới chiều 1-2 cuộc điện thoại là thôi rồi tôi rồi đi Bình Dương sớm. Đây, táo nè cô chú anh chị, rất là nhiều ha, cây ra mầm hết rồi. Con trả đơn cho khách ngày hôm nay, còn ngày mai nữa hay con nợ ai con sẽ bắt đầu con tranh thủ con trả hết cho mình luôn nha. Đây, đây nè, kèm theo hoa hết luôn. Đây, cái cành này là cành chính nè cô chú anh chị nha. Đó, nó ra mà cái cành mập u này là cành chính này đó. Cành này là mình sẽ giữ lại, sau này mình thay lá là mình không có lặt cành đó ha, lặt là những cành tua tủa này thôi đó. Rồi đó, táo thì hiện tại con ship từ đây cho tới ngày chủ nhật thôi, là con không ship nữa. Sang tuần thì con, nếu ship là những cái cây mà nó bật mầm sao á, hoặc là những cây chưa bật mầm nhiều thì con sẽ ship cho mình. Còn những cây bật mầm nhiều, bật mầm to, bật mầm cao như thế này thì con sẽ không ship được nữa ha. À, nó sẽ bị rụng và bị rải cái mầm này thì tiếc lắm nha. Rồi con chào cô chú anh chị nha, hẹn gặp lại cô chú anh chị trong sang tuần sau là con về lô mới tiếp tục. Hàng Việt Nam con về ha, hàng Việt Nam con về rồi, thêm lại hàng Trung Quốc con về tiếp để phục vụ cho cô chú anh chị theo cái nhu cầu. Lúc này nhu cầu mua cây càng ngày càng nhiều của cô chú anh chị đó, con sẽ về hàng liên tục hơn ha. Rồi nho thì 12 vụ con bán sạch sẽ rồi đó. Còn tứ quý là mấy cái cây này thì già cây ok lắm luôn, nhưng mà do nó hơi xuống lá nên là con chưa có đá động gì đến nó nhiều nè ha. Rồi con chào tất cả mọi người ha, đăng ký kênh, like, share và chia sẻ ủng hộ con nha. Cảm ơn cô chú ủng hộ con suốt thời gian vừa qua luôn nha. Lúc ngày con đẩy mạnh bán hàng trên Facebook nữa, nhưng mà mới tập tành bán nhiều khách thương lắm, vào chỉ chia sẻ các kiểu hết ha. Trời ơi mang ơn lắm luôn, tại vì con không có rành không rành Facebook lắm. Rồi bánh kem như thế này là 150 một cây bao cước về đến nhà luôn nha cô chú anh chị ơi nha. Rồi con chào tất cả mọi người nha. Cái hồng đen này thì cô khách ruột bên Cần Thơ lấy rồi nè, chưa giao được cho cô ha. Rồi mai chiều con tranh thủ giao cho mình.